chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục tử vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tử vi ngày 5 tháng 3, thứ Bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 3 tháng 2 tức là ngày Đinh Tỵ. Tử vi tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp là ngày Hắc Đạo, Chu Tước, tuổi xung với ngày Kỷ Hợi, Mộc, Quý Hợi, Thủy, Quý Mùi, Mộc, Quý Tỵ, Thủy, Quý Sửu, Mộc, Quý Hợi, Thủy. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, 26 nam thái ấm nữ thái bạch, mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa cũng không nên phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay, bị hàm oan, tranh cãi, hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh, nên cẩn trọng về sức khỏe. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, 38 nam thổ tú nữ vân hớn, có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp, đình đám, giúp đỡ người thân, xe cộ, máy móc, nhà cửa, đồ đạc. Trong gia đình có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 50 nam thái dương nữ thổ tú, có sự thay đổi về việc làm hoặc có cuộc đi ngắn. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc có tin tức tốt về làm ăn. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 62 nam thái âm nữ thái bạch, ngày có sự thuận lợi về cầu công danh, gặp gỡ để giao thiệp, hợp tác. Có tin tốt ở xa, nên ra đi giải quyết công việc. Có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp, đình đám, giúp đỡ người thân, xe cộ, máy móc, nhà cửa, đồ đạc, hoặc phải chia phần. Trong nhà có người đi xa, gặp lại người xưa. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, 74 nam thổ tú nữ vân hớn, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có sự thay đổi về việc làm hoặc có cuộc đi ngắn. Hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Xem tử vi ngày mới thứ Bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022 tuổi Sửu, cuối tam tai. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy, 25 nam kế đô nữ Thái Dương, không nên bàn đến chuyện người và mọi việc đều nên có sự cẩn trọng, vì dễ gặp thị phi, trắc trở, khó khăn. Tránh tranh cãi, phân bua. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 37 năm La Hầu nữ kế đô, mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa, cũng không nên phân bua, nói nhiều chỉ làm cho mình bực bội, hàm oan, tranh cãi vô ích. Đề phòng có người dòm ngó mình. Không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc giải quyết các công việc lớn. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc cũng như về tình cảm. Có tin buồn, hao tài. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 49 nam thái bạch nữ thái âm, nên cẩn trọng trong mọi việc. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, cần phải có sự khéo léo, nhẹ nhàng mới có thể vượt qua. Tin tức đều không tốt hoặc sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Sức khỏe không tốt, nếu không có gì cần thiết thì nên nghỉ ngơi hoặc chỉ lo tu bổ chỉnh đốn những công việc cũ. Chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, 61 nam kế đô nữ Thái Dương, không nên mưu cầu hoặc giải quyết các công việc lớn. Đề phòng rủi ro hoặc sức khỏe không được tốt. Có chuyện buồn hoặc phải lo âu giải quyết những công việc khó khăn. Chuyện tiền bạc nên để tự nhiên và cũng không nên e ngại khi được người giúp đỡ. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc,
công việc cũng như về tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, 73 năm La Hầu nữ kế đô, không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ, một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Tài lộc còn chậm chạp, dễ hao. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Xem tử vi ngày 5 tháng 3 năm 2022 tuổi Dần, tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, Thổ, 24 năm Vân Hớn nữ La Hầu, không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng, thiệt thòi. Nên tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Mong cầu về tiền bạc khó thành công. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, 36 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, nên tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, 48 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, có sự thay đổi phương hướng làm ăn, nơi ăn chốn ở, văn phòng, hoặc có sự tu bổ sửa chữa mọi vận dụng đồ đạc. Trong nhà người nữ sức khỏe, công danh, tài lộc không tốt, dù có tài lộc cũng hay hao tán. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, 60 năm Vân Hớn nữ La Hầu, không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng. Nên tiến hành giải quyết các việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về chuyện làm ăn, giao dịch. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, 72 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, không nên trù trừ mà hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Nên cầu viện ý kiến của quý nhân hoặc cấp trên sẽ có lợi. Có người muốn cạnh tranh với mình. Có sự thay đổi phương hướng làm ăn, nơi ăn chốn ở, văn phòng, hoặc có tu bổ, sửa chữa mọi vật dụng đồ đạc. Trong nhà người nữ sức khỏe, công danh, tài lộc không tốt, dù có tài lộc cũng hay hao tán. Xem tử vi ngày mùng ngày 5 tháng 3 năm 2022 tuổi Mão, tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, 23 năm Thái Dương nữ Thổ Tú, nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Tránh tranh cãi, phân bua. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Không nên quyết định vội vã những việc quan trọng. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, 35 năm Thái Âm nữ Thái Bạch, không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác, hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, 47 năm Thổ Tú nữ Vân Hớn, ngày có nhiều tin tức, không tin nào giống với tin nào. Công việc dễ gặp sự cản trở, rủi ro, bất mãn đưa đến tranh cãi. Đề phòng hoàn cảnh, tình thế hoặc có người dòm ngó mình chận đứng việc mình mong cầu. Ngày không tốt, làm gì cũng dễ bị mất uy tín hoặc gặp sự xấu. Gia đạo bất an, mọi việc đều chưa kết thúc, nên ngồi yên. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, Kim, 59 năm Thái Dương nữ Thổ Tú, mọi việc không nên có tính cách lâu dài. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc. Việc đi lại, di chuyển có sự trắc trở hoặc nhận tin không được như ý, có sự hao tốn, hư hại hoặc phải mua sắm, tu bổ, giao thiệp. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, 71 năm Thái Âm nữ Thái Bạch, có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa, tu bổ đồ đạc, vật dụng. Không nên di chuyển hoặc đi xa sẽ gặp trở ngại không thành công, hoặc có sự hư hại về máy móc đồ đạc. Sức khỏe không tốt, không nên tiến hành, quyết định những công việc lớn. Ngày khó có sự kết thúc như ý, hao tài cho người thân, đám tiệc. Đồ đạc có sự thất lạc khó kiếm. Xem tử vi ngày mới thứ bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022 tuổi Thìn, tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, 22 năm Thái Bạch nữ Thái Âm, 82 năm La Hầu nữ Kế Đô, có tin mới. Nếu là chuyện tình cảm thì không nên vội và quyết định, nên nhẫn nại chờ đợi kể cả về mặt công việc. Cần tránh mọi sự thị phi tranh luận không đưa đến kết quả tốt, dù ở trong tiệc vui cũng vậy. Tài lộc vào nhanh ra nhanh.
ngày có sự mua sắm, tu bổ, chi dụng cho những việc đến hạn kỳ. Không nên dính líu đến chuyện của người khác dễ mít lòng. Làm ơn nên oán. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, 34 năm kế đô nữ Thái Dương, có sự trắc trở khó khăn, hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên làm việc bình thường. Có tin xa. Nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Ngày có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, 46 năm La Hầu nữ kế đô, có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc. Ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi. Sự cầu mong về kết quả chưa xong. Có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, cần tránh mọi sự thị phi tranh luận không đưa đến kết quả tốt, dù ở trong tiệc vui cũng vậy. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có tin xa. Ngày có sự mua sắm, tu bổ, chi dụng cho những việc đến hạn kỳ. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ mít lòng, làm ơn nên oán. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, 70 năm kế đô nữ Thái Dương, theo lịch âm dương thì công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan. Hoặc có sự trắc trở khó khăn, chờ đợi chậm trễ, gặp mặt không đầy đủ. Có tin tức ở xa. Ngày có sự hao tốn tài lộc cho những dịch vụ đáo hạn, định kỳ. Tử vi ngày 5/3/2022 tuổi Tỵ, tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, 81 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi. Chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng, thị phi, tranh cãi. Chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà. Nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu, không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 45 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, ngày tuổi của bổn mạng. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại nên có sự giới hạn, hoặc không được như ý. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi. Chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng, thị phi, tranh cãi. Chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà. Nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu, ngày tuổi của bổn mạng. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác vì dễ gặp trở ngại, tin tức trái ngược. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại, di chuyển nên có sự giới hạn, hoặc không được như ý. Xem tử vi ngày 5/3/2022 tuổi Ngọ, tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, 80 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, có tin tức ở xa. Nên cẩn trọng về việc đi lại, di chuyển, có sự chậm trễ, hoặc hư hại máy móc, xe cộ. Nhà có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú. Không nên tính việc lâu dài hoặc đi xa dài ngày không tốt. Công việc hay bị bỏ dở nửa chừng vì có tin mới hoặc phải tiếp bạn, quý nhân, dự tiệc. Dù có gặp sự trắc trở, tranh chấp, cạnh tranh cũng nên sự hòa nhã, nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi. Có tin xa. Có quý nhân giúp đỡ.
đề phòng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa. 44 nam thái âm nữ thái bạch, có tin tức ở xa. Nhà có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, 56 năm thổ tú nữ Vân Hớn, việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, trách oán, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt. Tài lộc trung bình. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, Kim, 68 nam thái dương nữ thổ tú, dù có gặp sự trắc trở, tranh chấp, cạnh tranh cũng nên sự hòa nhã, nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi. Có tin tức ở xa, có quý nhân giúp đỡ. Đề phòng sức khỏe không tốt, không nên tính việc lâu dài hoặc đi xa dài ngày không tốt. Công việc hay bị bỏ dở nửa chừng vì có tin mới hoặc phải tiếp bạn, quý nhân, dự tiệc. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, Mộc, 19 năm La Hầu nữ Kế Đô, 79 năm Kế Đô nữ Thái Dương, nên ra đi, di chuyển, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Không nên chần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm. Có tin buồn. Ngày có sự hư hại về đồ đạc, xe cộ, máy móc, phải mua sắm, tu bổ. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, 31 nam thái bạch nữ thái âm, có tin buồn. Dù có cuộc vui cũng không trọn vẹn như ý, sự gặp gỡ với mọi người chỉ đem lại chuyện không hay, buồn phiền, hoặc hao tốn. Thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện, sẽ tránh đi nhiều chuyện phiền hà trong ngày. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, sắp xếp lại công việc, dễ hao tài. Nên cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ dễ có sự thiếu sót, hiểu lầm, tranh cãi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, 43 năm Kế Đô nữ Thái Dương, nên thực hiện việc mưu tính, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, 55 năm La Hầu nữ Kế Đô, nên dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện. Chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, 67 nam thái bạch nữ thái âm, thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện, sẽ tránh đi nhiều chuyện phiền hà trong ngày. Mọi việc mong cầu về tài lộc, tin tức, còn khó khăn không được toại ý, có tin buồn. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, sắp xếp lại công việc, dễ hao tài. Nên cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ dễ có sự thiếu sót, hiểu lầm, tranh cãi. Xem tử vi ngày 5 tháng 3 năm 2022 tuổi Thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 30 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, nên ra đi giải quyết công việc, hoặc mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Không nên trông chờ vào tình cảm của người mình cần gặp, tự mình phải chứng tỏ khả năng mới có kết quả. Có tin tức ở xa, có tài lộc, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 42 năm Vân Hớn nữ La Hầu, không nên chần chừ mà hãy ra đi để gặp gỡ mới có lợi. Sự mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm sẽ có kết quả tốt, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Có tin xa, có sự gặp gỡ bất ngờ giữa mình và người thân, bè bạn, nhưng lại trái với dự tính. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ, 54 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, 66 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tin tức không vừa ý, nên tìm gặp quý nhân cho ý kiến. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu, sự mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm, còn chậm, chưa đến. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Không nên hấp tấp, vội vàng. Không nên nghe sự hứa hẹn nhiều,
và chính mình cũng không nên, chỉ đưa đến sự đa nghi, chỉ tạo cho mình nhiều áp lực. Xem tử vi ngày mới thứ bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022 tuổi Dậu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, 29 nam thổ tú nữ Vân Hớn, ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nên nghỉ ngơi. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên kéo dài. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc hoặc chuyện vui. Quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, 41 nam thái dương nữ thổ tú, nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn ra tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Có tin buồn. Nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng, vay mượn, lộc có điều kiện. Hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, 53 nam thái âm nữ thái bạch, ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nên nghỉ ngơi. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Nhưng cũng không nên kéo dài. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu, Hỏa, 65 nam thổ tú nữ Vân Hớn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, 77 nam thái dương nữ thổ tú, nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ. Đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn ra tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi. Có tin buồn. Nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng, vay mượn, lộc có điều kiện. Hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm. Xem tử vi ngày 5 tháng 3 năm 2022 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, 28 năm La Hầu nữ kế đô, đã đến lúc cần phải chi tiêu thì mới có kết quả. Có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Ngày thuận lợi cho việc ký kết, hẹn ước, đính hôn. Có người đi xa. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, 40 năm Thái Bạch nữ Thái Âm, không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài. Mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Đề phòng có sự tranh cãi, thị phi, bất đồng ý kiến. Nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, di chuyển. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, 52 năm kế đô nữ Thái Dương, chuyện tình cảm. Làm ăn không nên để dây dưa sẽ có người khác nhúng tay vào hoặc sẽ có tin tức mới khiến cho mọi việc trở thành không có lợi, gặp trắc trở. Có chuyện thị phi hoặc bị nói xấu, khiển trách, mít lòng. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn cho những việc cần thiết. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, Mộc, 64 năm La Hầu nữ kế đô, đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, mọi chuyện đến không phải là dễ dàng. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Dễ gặp chuyện buồn phiền, tranh cãi, gia đạo bất an. Tài lộc còn chậm. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Xem tử vi ngày 5 tháng 3 năm 2022 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, 27 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, ngày xung của bổn mạng. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện và cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác nếu có đến hỏi ý kiến của mình. Không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy,
39 nam thủy diệu nữ mộc đức, ngày xung của bổn mạng. Có nhiều công việc đến cần phải lo âu giải quyết hoặc phải hao tốn về sửa chữa, mua sắm. Có cuộc đi ngắn nhưng nên cẩn trọng có sự trắc trở. Hư hại. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu, ngày xung của bổn mạng. Nếu có việc cần phải ra đi thì cũng không nên ở lâu. Việc giao dịch, giao thiệp nên giữ lấy lập trường của mình, chớ nên nghe lời bàn ra tán vào sẽ không có kết quả. Không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi, Mộc. 63 nam Mộc đức nữ thủy diệu, ngày xung của bổn mạng. Có nhiều công việc đến cần phải lo âu giải quyết hoặc phải hao tốn về sửa chữa, mua sắm. Có cuộc đi ngắn. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, 75 nam thủy diệu nữ Mộc đức, ngày xung của bổn mạng. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình.